Rồi, xin chào tất cả mọi người thì hôm nay thắng xin giới thiệu mọi người về các gói cước mới của Vinaphone nhưng mà hiện tại các bạn muốn đăng ký gói cước mới của Vinaphone đúng ạ thì nhưng nhưng mà các bạn muốn đăng ký gói nào nó hợp lý giá nó rẻ để mình sử dụng nó tiết kiệm thì làm sao để mọi người có thể tự kiểm tra được cái thuê bao của mình có thể đăng ký được những cái gói cước rẻ nhất giá hợp lý nhất nhằm tiết kiệm cho mình hàng tháng đúng ạ thì hiện tại rất là nhiều gói mỗi sim như chỉ có hai thắng lưu ý này chỉ có những cái gói big và gói mát tại các bạn có thể sim nào đăng ký cũng được thì thắng sẽ ví dụ cho mọi người thấy còn các cái gói combo ví dụ như là gói vd 149 gói vd 89 b chẳng hạn tức là những cái gói combo vừa thoại vừa gọi vừa data vừa sms 4 g thì tùy sim có thể đăng ký được hay không nha chứ không phải sim nào đăng ký cũng được và để kiểm tra như thế nào và danh sách các gói cước nào nó tối ưu cho tuyết thuê bao của mình thì sau đây thắng xin hướng dẫn cho mọi người cách tự kiểm tra và đảm bảo mọi người cách đăng ký được 100 luôn có khi mọi người lại lựa chọn được cho mình những nó cực rẻ nữa ví dụ có vd149 thì các bạn gọi thoải mái luôn nguồn nội mạng ngoại mạng luôn data 4g đến 46 g một ngày một tháng 180 g luôn nó chỉ 149.000 thôi Hoặc có VD89B cũng vậy Thì sau đây Thắng sẽ đi thẳng vào vấn đề là hướng dẫn mọi người Cách tự kiểm tra gói cước 4G cho SIM thuê bao của mình nha Trước tiên thì mọi người hãy vào trang Google Giúp Thắng nha Vào Google giúp Thắng Mọi người hãy gõ cái từ khóa là gói cước 4G Vina Đây gói cước 4G Vina Phone đi thì các bạn kéo xuống dưới một chút xíu đây là những trang chạy quảng cáo này nhưng những trang này sẽ không có giúp bạn tự kiểm tra được cái gói cước nào mà sim bạn có thể đăng ký được tăng lưu ý nhé các bạn phải vào đúng trang nha mọi người kéo xuống dưới một chút xíu thì đây có trang vmptgroup.vn nó nằm khoảng top 3, top 4 đó đăng ký gói cước 4G Vinaphone một tháng ngày tuần giá rẻ ok ạ các bạn mọi click vào thì đây, khi đã vào giao diện trong web thì mọi người có thể tự kiểm tra cho mình. Rồi kiểm tra thì bằng cách nào? Thì đây, thứ nhất các bạn lưu ý để đăng ký được cái gói cước 4G của Vinaphone. Cú pháp đăng ký là KH1 khoảng cách tên gói và gửi đến đầu số 1543 của Vinaphone nha. Rồi đây có nhiều, hồi nãy Thắng có nói là bất kỳ SIM nào các bạn đăng ký cũng được hết. Ví dụ như là gói 4G là gói mát. Đây, gói mát 100, mát 200, mát 300 là bất kỳ sim nào đăng ký cũng được hoặc là gói bích gói bích là ví dụ bích 90 bích 120 là 300 hai gói này sim nào bất kỳ sim nào đăng ký cũng được nha thắng lưu ý nha còn những cái oh, sorry mọi người để thắng qua lại trang pin group nha xin xin lỗi mọi người thì đây còn các cái gói này thì sao các gói này ví dụ như vd 89 này d 60 g VD149 nhà hạn thì cái sim này phải nằm trong danh sách mọi người phải nhấn vào đây được không ạ để tự kiểm tra gói cước của mình hoặc mới vào mọi người nhấn vào đây cũng được đây nhấn kiểm tra mọi người hãy nhập số thuê bao của mình vào nhập thuê bao của mình vào không này đi Thông ví dụ nha đó thì nó sẽ ra tất cả các gói cước mà sim của bạn có thể đăng ký được ví dụ như là sim này đăng ký được vd 149 này đó sim này đăng ký được được vd 149 là thắng rất rẻ nhất thôi miễn phí cấp của gọi nội mạng 30 phút dưới 3 phút tắt và 200 tin nhắn nội mạng, 200 phút ngoài mạng và 6 gb data một ngày. Nó thử một số khác nha. Nhấn kiểm tra. Các bạn chờ một chút xíu nha, nó sẽ ra danh sách các gói. Còn nếu mà trong các những cái gói mà ra ở đây các bạn không thể đăng ký được gói nào thì chỉ có đăng ký được gói Big và gói mát thôi, thắng lưu ý nhé Đây SIM này thì nhiều này, có gói thả ga 70 này. Gói C69 này, gói V149 đó. Đây là cách thắng hướng dẫn mọi người tự kiểm tra gói cước và có thể đăng ký được cho mình những cái gói là siêu rẻ nhất, đúng không ạ? để mọi người chủ động có thể lựa chọn được mình cho mình những cái gói cước mà phù hợp với nhu cầu của mình hơn thì thắng xin chân thành cảm ơn nhé mọi người nếu mà có những cái câu hỏi nào khác có thể comment dưới video này thì thắng có thể hỗ trợ giải đáp cho mọi người thêm thắng xin chân thành cảm ơn